Hello các bạn, bao nhiêu ước nguyện thì các anh đã về tận nơi và vào tận nơi được tiếng Cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng rồi. Và đi từ đêm hôm qua và sáng nay thì đúng 7 giờ các anh được vào viếng Bác. Và bây giờ thì đã ra khỏi cổng rồi và đứng đằng sau cổng khu viếng Bác đây. Sáng nay thì có rất nhiều người được viếng Bác. Và các anh đang đứng cùng vừa xong ra khỏi khu viếng Bác xong. Đông lắm mọi người ạ. Đây là sau khi viếng xong thì mọi người đi ra đây này. Toàn người đi ra này. Đây là khu viếng bên trong đấy. Đấy, mọi người viếng xong thì đi ra đường này. Phải xếp hàng và mang VNID đi nha các bạn thì mới được vào. Đấy. Toàn người mặc áo đen đi viếng Bác đấy. Và hôm nay thì được viếng Bác đến khoảng 13 giờ nha các bạn. Và Cao Anh là được vào đầu tiên luôn. 7 giờ kém 10 đã được vào rồi. Bây giờ kém 15. Theo lịch là 7 giờ nha, và sớm hơn 15 phút. Rất là xúc động nha mọi người. Người dân Việt Nam rất là yêu mến Bác. Và Cao Anh đã vào bên trong rồi, bây giờ ra rồi. Đây là những đoàn người mà mọi người ra sau đây. Chào Hoàng Thị Năng, chào Hiền Hoàng. Chào mọi người nhá, đây này người dân như người dân sau khi viếng xong này. Đây là những người được viếng xong rồi đấy. Còn cái phía đầu vào thì rất là đông. Đấy, cứ đoàn người đi ra như thế này đấy. Vô cùng thương tiếc luôn. Khi mà vào bên trong thì không được quay phim chụp ảnh nha các bạn. Các chú bên trong sẽ nhắc. Xin chào. Thế à, thầy đang live stream này. Okay. Hôm nay cũng đi viếng à? Vào xong rồi, thầy cũng vào xong rồi. Rất nhiều người ở đây biết thầy Cao Anh nha các bạn. Đấy, cho mọi người thấy cảnh đây. Và chiều hôm nay thì mọi người sẽ tập trung tiễn đưa Bác. Đấy, mọi người thì quay cổng vào, còn các anh thì quay cổng ra. Đây, ra được rồi. Đấy, các bạn thấy không? Tất cả mọi người gần như mặc áo đen. Đến 90% là mặc áo đen vào viếng Bác đấy. Để được những người này viếng Bác thì phải đi, có những người phải đi từ 3 giờ sáng nha các bạn. Đêm hôm qua thì lúc 12 giờ đêm ấy, Cao Anh ra thì không được vào nữa và đi từ rất sớm. Thì hôm nay đã được vào viếng Bác rồi. Và Cao Anh là một trong những người đi xa nhất về viếng Bác, đi nửa vòng trái đất. Bay nửa vòng trái đất về viếng Bác Nguyễn Phú Trọng đấy. Đấy, đoàn người đi ra đây này. Chào Thanh Mai, chào Nguyễn Hằng. Sau khi mà được viếng Bác thì tuyệt vời luôn các bạn ạ. Cảm giác là các bạn như được chia sẻ, được thông cảm ấy. Nó vơi bớt cái nỗi đau buồn đi. Sau khi Bác mất thì ảnh hưởng đến rất nhiều quần chúng các bạn.
khắp nơi mọi người thương tiếc bác và lên viếng bác. Có rất nhiều người không ngờ được vào viếng bác đâu. Cũng có duyên đấy các bạn, bình thường xếp hàng dài lắm. Phải xếp hàng rất là dài. Đấy, phải đi, phải có những người đợi phải mười mấy tiếng mới được vào viếng bác đấy. Đủ duyên mới được vào viếng. Hôm nay Cao Anh thay mặt những người ở xa, những người bạn ở xa mà không về viếng bác được, đã về viếng bác rồi. Rất nhiều người muốn về nhưng mà xa xôi quá không về được. Và Cao Anh thay mặt những người bạn ở xa quê đi từ nước ngoài về để viếng bác. Xong rồi đấy. Nếu mà các bạn ở Hà Nội thì các bạn có thể ra đường xếp hàng để lát nữa xe có thể đi qua chở bác qua buổi trưa nay là xe chở bác qua đi ngoài đường ấy về Nghĩa Trang. Đây, hiện tại đây thì mọi người đây là đoàn ra rồi đấy. Có những người rất là may mắn. Có những người may mắn được vào sớm. Đây là những người may mắn được vượt viếng bác ra đấy. Triệu luôn. Lê Hồng, bạn nào mà đây này, chỗ bác đang ở đây này, đang yên nghỉ đây, à đang nghỉ ở đây. Bạn nào mà chưa có điều kiện viếng bác thì có thể nhìn bác. Đây là nơi rất gần bác đang ở đấy. Linh cữu của bác đang ở gần chỗ này, đang ở phía trong này này. Đây phía trong này. Đây phía trong đấy, ngay cái nhà màu đỏ đấy. Đấy, càng ngày người dân càng ra nhiều hơn. Và đây là những người đã được viếng bác này, đi ra đây này, đoàn người đi ra này. Đây cổng ra. Đấy, thay mặt tất cả mọi người ở xa quê về được viếng bác rồi. Đấy các bạn thấy không? Đây là dòng người đi viếng bác ra đấy. Đây là nơi đây, nơi bác ở trong này. Bác sẽ truy điệu vào trưa nay. Sau đấy là đưa bác ra Nghĩa Trang. Và hôm nay thì đoàn người đưa ra đứng hai bên đường đông lắm. Còn các bạn là trực tiếp đang nhìn ở nơi gần bác nhất đấy. Phía sau này là phía không được vào, phía ra ấy, nên là nó vắng đấy, còn phía vào còn đông nữa. Phía bác bên trong được bảo vệ vòng trong vòng ngoài công an và quân đội nha các bạn. Ở bên trong nó hoành tráng lắm. Các bạn thấy không, đa số người Việt Nam là mặc áo đen đi viếng bác đấy. Đông lắm luôn, học sinh, sinh viên, người già,
cựu chiến binh, các phường xã. Hôm nay Cao Anh rất là mãn nguyện để về được tận nơi để tiễn bác rồi, vào được tận linh cữu của bác để viếng bác rồi. Đây các bạn thấy không, có cụ bà này, cựu chiến binh này, chống gậy này, đấy, đi viếng bác này, đấy, chống gậy đấy, nhiều cụ già đi viếng lắm. Thấy không? Đấy, khu bên trong này, đi ra đây này. Đúng rồi, 100% ra lối này. Đấy, cụ bà đang được truyền hình phỏng vấn kìa. Đấy, người dân này sau khi ra xong này vẫn đứng đợi tiếp. Thầy về Việt Nam mà đi tối nay luôn. Tối nay thầy sẽ đi Nhật luôn. Thầy bay về viếng bác chứ bay ra đâu, bay về viếng bác. Đấy, người dân đấy. Cảm ơn tất cả những người mà bày tỏ lòng thành kính tới bác qua kênh của các anh nhá. Và các bạn là muốn viết lời tiễn đưa bác thì các bạn vào VNID nhá. Có thể vào VNID nữa. Để được trực tiếp vào viếng bác và trực tiếp như hôm nay như Cao Anh là khó các bạn nhé, rất là khó luôn đấy, tại vì rất là đông và các đoàn nhà nước cấp cao của thế giới rất là nhiều và các đoàn nhà nước rất là nhiều nên phải đủ duyên thì mới được vào viếng trực tiếp đấy, nên là những người mà đang đi ra từ đây là đủ duyên này. Đây, họ là những người đủ duyên mới vào trực tiếp được viếng như vậy đấy. Các anh là được vào trước giờ ấy. Còn bây giờ mọi người đang phải xếp hàng dài lắm. Bây giờ đang xếp hàng rất là dài để vào viếng bác luôn. Dài hàng mấy km luôn ấy, cái phần phía vào ấy. Hương Giang đã biết rồi. Hà Thu xin chào. Tiến Hoàng xin chào. Đường phố Hà Nội hôm nay đây đông quá, có cả xích lô, có cả xe máy, cả đêm quá. Để được viếng bác ngày hôm nay là phải thức cả đêm qua đấy các bạn. Để được viếng bác ngày hôm nay sớm như thế thì phải thức cả đêm hôm qua luôn. Bạn thấy mắt hơi sưng rồi.
thấy sương mắt chưa? Chào Văn Thơm, chào Nguyễn Oanh. Cảm ơn chị Quyên Vũ. Đấy, có một cụ già đeo rất nhiều huân chương huy chương lên luôn, đi viếng bác luôn. Đấy mọi người nhá, những người mà đi sau khi viếng bác đi ra đang ít lắm, nên là không phải ai cũng được vào viếng đâu, xếp hàng dài vô cùng luôn. Thầy vào viếng được rồi, thầy viếng xong rồi. Thầy được vào viếng xong rồi. Đây là những người mà vừa viếng đi ra đây này, đây là cổng sau nhá. Thầy các anh được vào trước. Không hiểu tại sao lại có nhân duyên được vào trước, may mắn lắm. Đêm hôm qua là 12 giờ đêm thầy đã đến rồi. Xin chào Thủy. Đấy, những người viếng xong ra đây này. Đây là phía sau nhá. Phía sau còn vắng, còn phía trước thì thôi đông nghịt người luôn. Đấy. Đây này, đứng xếp hàng này, đây là xe hàng này là hàng xong rồi đấy, đây xếp hàng đợi xe về đấy, còn xếp hàng mà đi đợi vào viếng cơ mới đông. Đúng rồi, tóc bạc. Các anh đi xa nhất từ Mỹ về. Chào đồn nướng Đỗ Lan. Đấy, những người mà đi viếng xong ra đây này. Hai lần. Bạn này bạn muốn vào lần 2 để nhìn thấy bác này. À, khi mà vào thì thấy được luôn linh cữu của bác luôn, cách mình khoảng tầm 2 mét nha các bạn. 2 mét. 2 mét luôn. Sát mình luôn. Đây những người đấy các bạn thấy không? Dòng người ùn ùn kéo ra sau khi viếng bác đây này. Đấy. Muốn biết đường đưa bác đi à? Tìm trên mạng đi. Thì ra đứng ngoài đường đi giờ. Còn các bạn biết là khu vực này thì đã cấm ô tô rồi, ô tô không vào được đâu. Toàn xe quân sự thôi. Đấy, toàn xe biển xanh mới được đi thôi các bạn nha. Còn cấm đường ô tô không vào được đâu. Đấy, các bạn thấy không? Ùn ùn kéo ra đây này. Đây là những người mà đến từ đêm hôm qua như Cao Anh thì mới có cửa được ra đây đứng rồi. Còn không thì bây giờ mới được vào. Đấy mọi người thấy không? Đây này, đang ùn ùn kéo ra này. Phải hàng vạn người vào. Mấy cô bên cạnh mình đi từ 5 giờ sáng. À, quên quá rồi.
được trực tiếp vào bán, được trực tiếp vào viếng Bác là một điều hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc nha các bạn. Kênh của chú tên là gì? Kênh của chú tên là Thầy Cao Anh. Đúng vào đây đi để này, có bao nhiêu người bên cạnh này. Đến từ đêm qua 12 giờ đêm thì mới được vào sớm. Chào Nguyên Khôi, chào Nguyễn Tình. Bác đi bác không thiêu nhá, hỏa thiêu nhá, mà bác là trong quan ngoài quách và an táng luôn tại nghĩa trang, tại một nghĩa trang gọi là vinh quang nhất của nước, nghĩa trang Mai Dịch. Bác muốn gần dân. Bà khuyên làng con đứng cạnh thầy. Bà khuyên là bà nào? Bà nào là bà khuyên? Bà khuyên à? Có người nhận ra bà này? Không biết, ở trên mạng một bà khuyên làng con đứng gần thầy. Không, thì không về bao giờ cả. Nhưng mà ai cũng biết thầy. Thầy là thế à? Đấy, cái bà làng mình như này. Không biết bà nào bạn nhận ra mình đấy. Thầy Cao Anh đang... Thầy Cao Anh đang ở Việt Nam xịn rồi. À, ra rồi. Thầy hay ở... Đây. Hùn hùn kéo ra này. Thầy Cao Anh. Vâng vâng đúng. Con hay nghe à. Thế à? Vâng ạ. Bà này biết thầy luôn. Hay hay nghe pháp danh của thầy à. Ừ. Thầy mở à, xin chào. Chiều thầy có đến nghĩa trang Mai Dịch không? Thầy đã vào viếng Bác trực tiếp rồi. Chiều thầy chuẩn bị đi Nhật rồi. Sau khi viếng bác xong là thầy đi Nhật luôn. Chào Nguyễn Khôi, ok, chào Hà Lệ Nhung. Đấy, các bạn thấy không, dòng người ầm ầm kéo ra, ùn ùn kéo ra này. Đấy, bây giờ mọi người mới được ra này. Thế là hôm nay Cao Anh có duyên được vào sớm này. Ở nơi thầy Cao Anh ở có rất nhiều người Việt Nam muốn về viếng Bác nhưng mà không bố trí được. Nên là Cao Anh cũng thay mặt một số bạn bè ở Mỹ về viếng Bác đấy. Những bạn nào mà chưa được thấy cảnh trực tiếp việc người dân đi viếng Bác như thế nào thì hôm nay xem ở đây nha. Đây này. Đây là đầu ra nha, còn đầu vào thì tắc đường luôn. Ai mà viếng xong rồi thì được ra cửa này. Cửa duy nhất được ra là cửa này nha. Đấy, các bạn thấy không, xe ô tô đi chỉ có biển xanh với biển đỏ thôi. Dân thường không được vào nữa. Cảm ơn Hoa Phan.
Khu này là khu quân sự đấy các bạn, khu vực quân sự đấy. Ôi mọi người khóc nhiều lắm. Đây, trang phục của thầy Minh Tuệ đây. Cô là fan hâm mộ của thầy Minh Tuệ à? Ủa may lâu rồi à? Trông như của đồ của cô thầy Minh Tuệ. Giống. Đây này, cô này viếng xong mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại này. Cô vào viếng có thấy xúc động không? Khóc à? Thì à? Cảm động không? Cảm động không? Thấy hạnh phúc vì được vào trực tiếp viếng bác không? Đó. Cô tên là gì? Thủy à? Hà Nội à? À Bắc Giang, đi từ Bắc Giang về đây. Cô từ Bắc Giang về đây đấy. Cô này hôm nay nổi tiếng rồi này. Cô đã có 1.000 người xem cô. Đây này, 900 người vừa xem cô nói chuyện đấy. Tại sao mình phỏng vấn cô? Vì cô mặc một bộ đồ giống như bộ đồ của thầy Minh Tuệ. Đường này đường gì ạ? Đường Trần Khánh Dư, Trần Khánh Dư. Đường này đường Trần Khánh Dư. Di chuyển thôi các bạn ạ. Mình phải di chuyển cho người dân, người ta có đường người ta ra vào, không có tắc hết đường rồi. Đi từ rất xa về được vào tận nơi viếng bác là một điều vô cùng hạnh phúc. Ngày hôm nay cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc vì được vào tận nơi viếng bác nha các bạn. Người dân Việt Nam thì vô cùng thương tiếc bác. Được bác là một người đốt lò vĩ đại, sống liêm khiết, giản dị. Rất nhiều người thương bác. Bác nói là danh dự là điều thiêng liêng nhất. Và bác làm việc đến những phút cuối cùng. Thầy vào viếng bác Trọng ạ, à. Thầy vào viếng xong rồi. Thầy đi từ đêm qua luôn. Sáng nay thầy gần như được vào đầu tiên. Thầy đang ở Mỹ mà. Đang ở Mỹ thì làm sao mà viếng được bác Trọng. Thầy mới về để viếng bác. Đang ở đường phố đây. Bệnh viện Hữu Nghị đây. Thầy vừa về nên là không chọn được bộ màu đen. Mỗi cái áo này đen nhất thì cầm đi luôn. Không chuẩn bị được, đi từ đêm hôm qua cơ. Không còn cửa hàng nào bán 12 giờ đêm cả. Đúng rồi, danh dự là điều thiêng liêng nhất.
tuyệt quá. Để được viếng Bác trực tiếp là điều thiêng liêng nhất. Đây này, trên đường này các chú cảnh sát rất nhiều này. Đấy các bạn thấy không, dòng người đi ra này. Đây là bệnh viện 108 này. Ngày xưa Bác được điều trị ở trong này đấy. Quan trọng là tấm lòng. Người mình yêu tổ quốc mình. Các bạn biết là bao nhiêu nước, toàn bao nhiêu quốc gia cử toàn những người quan trọng sang để viếng Bác Trọng không? Tất cả nước đối tác chiến lược đều sang viếng. Cuba còn để quốc tang 2 ngày nữa. Rồi ra ngoài này vẫn thấy cấm đường và kẹt đường nha các bạn. Mình là những người may mắn được vào viếng trực tiếp rồi. Còn bây giờ mọi người mới đang trên đường. Mọi người đến trên này mới đi bằng niềm tin thôi. Không ai nghĩ sẽ vào được đâu. Vì đông quá. Mọi người đi bằng niềm tin ấy. Ai đủ duyên thì mới được vào. Để được vào viếng Bác trực tiếp như ngày hôm nay, Cao Anh là rất đủ duyên. Mà đi từ xa như thế về được hiếm có. Cao Anh cảm thấy mình vô cùng may mắn. Ngày Tết là các thầy đi mua, nhiều thầy đi mua mấy chục cân mà. Tất cả ngã ba ngã tư đều chắn hết, đông lắm. Đấy, các bạn nhìn đây này, đây, đây là phía ngoài ấy, ngã ba ngã tư, không, cảnh sát công an nhiều lắm, chặn hết tả cửa các đường luôn. Thế này, tất cả xe muốn vào là phải để ngoài này. Điều hướng, điều đường này. Đây. Di chuyển lên trên này đi. Đây là lên D nha các bạn. Đường D đấy. Máy ra lên D này mới bắt được xe đi về. Đến D này cũng kẹt luôn. Giờ chắc là nhảy xe buýt thôi. Về đây là Cao Anh không dám lái xe nha các bạn. Từ Mỹ về Việt Nam là không dám lái xe Việt Nam luôn, bởi vì không quen nên là phải đi taxi. Ở đang ở bên kia thì nó không ra mồ hôi, bên này về nó ra mồ hôi. Mặc dù hôm nay Hà Nội còn mát bình thường hơn, mát mát rồi đấy. Lâu lắm mới thấy các món ăn đường phố này các bạn. Này, lâu lắm mới thấy các món ăn đường phố ở Hà Nội này.
người chị xạ về này. Chị xạ luôn. Quay cái gì? Quay cái gì? Lâu lắm mới thấy món này. Đang lên trăng nhất là được nhá. Cho lên trăng nhất luôn. Ông điên à, cho lên. Mình tên là gì? Mình bán cái gì? Mình bán. Đây mình bán đây đúng không? Hôm nay mình nổi tiếng rồi. Hả? Công việc của em chết mở. Ờ. Ok, tạm biệt bạn đi viếng bác. Ừ, viếng bác thôi, đừng đăng của em lên nhá. Ừ. Em mất việc rồi. Yeah. Chết đấy. Ok. Nhá. Rồi. Có cả. Vui thôi. Nhá. Nhớ đây. Nhớ rồi. Em đăng đây này chết anh luôn. Bán ngoài đường phố cũng vất vả mà. Bây giờ bắt được cái xe đi về là vất vả. Kẹt. Đấy, các bạn thấy Hà Nội có vội được không? Đây, đường Hà Nội đây. Các loại xe ở Hà Nội này. Đấy, túc túc này. Xe máy này, ô tô này. Chị bán hàng dễ thương. Chị bán hàng thợ xày quay cho nên lên rồi, cảnh sát ra dẹp. Đấy các bạn, nhìn từ trên xuống cái này, cảnh sát đang dập đường phía dưới này. Nên là những người được viếng bác xong rồi đi ra được như thầy Cao Anh là may mắn lắm đây. Bác Thọ 81 tuổi nha các bạn. Biết đấy, biết thầy đấy. Biết đang được nghìn, mấy nghìn người đang xem nên là họ sợ. Bán đắt hàng nhá. Cười à? Thế này. Biết thầy không? Biết thầy cho anh luôn. Đúng rồi. Thầy viếng bác xong rồi. À đã đi xong rồi à? Thầy, thầy không ăn gì đâu. Thầy thấy cô bán nhiều, bán nhiều đồ ngon ghê. Các anh đi ra đường ai cũng biết. Hà Nội không vội được à? Xin chào. Vẫn vào viếng bác. À thầy, thầy vào xong rồi. Còn những người khác thì đang xếp hàng mấy km kìa. Mọi người cố gắng xếp hàng mấy km đi. Mọi người mà đính lên đây viếng thì đi taxi lên nhá. Xong xếp hàng thật dài vào. Mở cửa. Huyền Nguyễn bảo thầy đi từ Mỹ về được viếng bác là một điều may mắn. Đúng rồi, các anh hôm nay cảm thấy là rất là may mắn. Rất là may mắn được vào viếng bác luôn. Bình thường là buổi sáng ra là phải đăng ký theo đoàn mới được vào. Các anh rất may là được đi theo đoàn nha các bạn. Được vào quét ID một cái vào luôn. Một trong những người vào đầu tiên trong sáng hôm nay. Nhưng mà đến có mặt ở đây từ 12 giờ đêm hôm qua rồi các bạn ạ. 12 giờ đêm đã tới rồi. Có bằng chứng tới 12 giờ đêm hôm qua luôn. 12 giờ đêm hôm qua đến cổng có người nhận ra mình luôn. Thầy coi dòng quanh dòng người với bác. Bây giờ thầy vì là thầy đang ra cổng sau rồi á,
đây là cổng sau rồi, còn cổng trước đông lắm, rộng lắm. Tóm lại là bây giờ tản mát khắp nơi. Hôm nay mình rất là may mắn. Thầy được thần linh hỗ trợ phù hộ nên mới được vào như thế nhỉ. Ok mọi người, thầy Cao Anh đã có xe đón rồi. Em cầm gần mọi người. Yeah. Lên được xe rồi. Đi đến đây bây giờ có tắc đường không đồng chí? Em đi đường này thì phía trên này thì không tắc. Phía trên không tắc. Các phía dưới thì tắc đúng không? Mọi người đến Viếng Bác đông quá. Khu vực này cực đông luôn. Chào Hoàng Thu Thủy. Thả tim cho thầy à? Thực sự là đi từ xa về để được vào Viếng Bác sớm như thế là khó lắm các bạn. Trừ các đoàn nhà nước. Các đoàn nhà nước là phải đăng ký trước với ban tang lễ. Còn người bình thường, dân thường như mình mà được vào như thế là may mắn lắm ấy. Cảm ơn thị trấn. Nhất là các bạn bè ở Việt Nam, ở Việt Nam, ở nước ngoài ấy, các bạn không xem được kênh VTV đâu. Nên là các bạn ấy, qua Facebook này á, thì các bạn mới biết được là ở Việt Nam người ta viếng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như thế nào. Đấy, thì còn người ta không xem được truyền hình trực tiếp, bên đấy không bắt được kênh trực tiếp, không bắt được sóng VTV nha các bạn. Nào, qua Facebook này thì mọi người ở nước ngoài mới biết rằng là người dân Việt Nam là đến viếng bác Nguyễn Phú Trọng rất là đông. Bác là một tấm gương sáng trong dân tộc Việt Nam, là một người mà rất là kiên trì với cuộc chiến chống tham nhũng. Đấy, thời bác làm thì rất nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao được tham nhũng, được lôi ra ánh sáng, chưa có một thời nào như thế. Rồi bác còn là một người rất là liêm khiết, sống giản dị, liêm khiết, được gọi là thanh liêm ấy, thanh bạch một đời đấy. Cảm ơn mọi người vì đi từ xa về nên không chuẩn bị được áo đen, chuẩn bị được cái áo này thôi. Còn mọi người đến đây là phải chuẩn bị áo màu đen hết nha. Mọi người là mặc áo màu đen đấy vào để viếng bác. Chiều nay là đưa bác về nơi ăn nghỉ cuối cùng đấy các bạn. Nên cơ hội được các bạn được tiếp xúc trực tiếp với linh cữu của bác là sắp hết rồi đấy. Bây giờ cũng là 8 giờ sáng rồi. Cảm ơn Thúy Lê. Cảm ơn Hà Thị Xoa. Cảm ơn Phạm Thùy. Ồ thế à, rượu hồ ngô. Thế à Minh Nguyễn. Xem qua kênh thầy Cao Anh. Chào Bình An. Bạn uống nước nhớ nguồn, bình luận hay thế. Thầy xếp hàng từ 12 giờ đêm hôm qua nha. 12 giờ đêm đến chứ không phải xếp hàng, chưa phải xếp hàng lúc đấy, nhưng đến từ 12 giờ đêm.
đến 12 giờ đêm thì không được vào nữa. Xong rồi cứ lượn lờ khu loanh quanh đấy, nghỉ ngơi một lúc quay lại. Thì may mắn được vào sớm nhất, được vào luôn, top đầu luôn. Một trong những người đầu tiên buổi sáng hôm nay vào được viếng Bác. Bác đi rồi không biết có ai thay Bác đốt lò không? Có chứ các bạn, có chứ, còn đốt mạnh hơn. Vu Huyền, nay đông quá thầy không đọc được tin nhắn. Đúng rồi. Chào anh Võ. Chào Phạm Xuân. Thầy chờ cả đêm. Này mắt sưng húp này. Thấy mắt sưng sưng, mắt sưng sưng không? Trong mắt sưng húp híp đi. Chào Quý Đào. Chào Hoàng Hiền. Chào Trần Thía. Đúng rồi, Quảng Nhiên. Cảm ơn Vũ Huyền. Bây giờ rất là đông người lên xem, lên để viếng Bác, đông lắm. Mình viếng xong rồi thì mình phải nhường chỗ cho người khác thôi, đông cực kỳ. Và hôm nay cấm đường, cấm đường rất nhiều nơi luôn. Nên mọi người bây giờ muốn vào viếng Bác được phải đi bộ từ rất xa. Đi bộ từ đầu phố Huế luôn ý. Vào viếng chưa? Thầy vào viếng xong rồi. Thầy được vào viếng từ lúc 7 giờ sáng cơ. Ca đầu tiên. Thầy từ Mỹ về Việt Nam 24 tiếng. Bay thôi, nhưng mà để chuẩn bị được về thì phải chuẩn bị nhiều ngày trước. Để đặt vé, mua vé thì mới về được. Cảm ơn Minh Nguyệt. Cảm ơn Minh Tạ. Thầy Cao Anh về ngắn lắm, vì tối nay lại đi luôn rồi. Tối nay thầy các anh đi Nhật rồi. Tối nay thầy đi Nhật luôn rồi. Thu Hiền, Hiền Thu ạ. Vào viếng là không được quay hay like đúng không thầy? Đúng rồi. Vào viếng là không được quay phim, không được live stream đâu. Mà người có tâm thì ai lại quay phim với live stream lúc đấy. Đi viếng là đi viếng. Còn các anh viếng xong rồi ra live stream chia sẻ với các bạn thôi. Thầy các anh đi viếng Bác Trọng xong rồi thì mới ra live stream với các bạn. Trước khi đi cũng không like, không thông báo gì hết. Thầy chuẩn bị mấy ngày mới về được chứ bao nhiêu tiếng. Phải mua vé, phải bay, thời gian ngồi trên máy bay, tổng thời gian ngồi trên máy bay 15 tiếng. Tổng thời gian ngồi trên máy bay 15 tiếng. Ngồi như ngồi thiền ấy.
Đúng rồi, tối nay thầy đi luôn nha, Khánh Hòa. Tối nay thầy bay luôn. Thầy bay sang Nhật luôn rồi. Tại thầy có lịch đi Nhật trước rồi. Tối nay bay luôn. Cảm ơn Lan Chiến. Chào Vân Đặng. Mắn được vào sớm như thế đâu. Mình thấy mình rất là may mắn. Cảm ơn Phương Ngô. Ok rồi, mọi người làm việc đi nhé, 8 giờ sáng rồi. Bye bye mọi người.